hai mẹ con tự làm, mà ở nhà là có hai mẹ con là bệnh nhiều nhất. Mà giờ hết bệnh rồi con, mà giờ hết bệnh mình vẫn trường, mình vẫn trường mỗi ngày để cho nó thải độc ra mà. Cô ơi cái này diệu kỳ lắm cô, em thấy này em rõ luôn á, em thấy á, hồi trước á là lúc em 24 đến 26 tuổi đến 32 tuổi luôn, cái môi của em á nó vẫn hồng hào, nhưng mà là tại vì em không có dùng mỹ phẩm son môi, cho nên là qua sau cái tuổi 24 á con, cái tự nhiên cái môi em nó thâm dần và đến gần đây trước khi em chưa học bác á là cái môi em nó thâm luôn. Là bữa nay em mới cái trường đá được khoảng 2 tháng rưỡi nay mà cái môi của em rộ luôn, em thấy nó hồng lại con, nó hồng lại, và em nghĩ là chắc mình trường từ từ nó thải độc ra, cái môi mình nó hồng lại y như xưa cô. Cái đó em thấy là diệu kỳ nữa cô, hay dữ lắm cô, tự nhiên cái môi mình nó hồng đi luôn cô, nó không có bị thâm mà nó cũng nhợt nhạt nữa. Em thấy hay lắm mà không, về sức khỏe rồi về cái loại gọi là cái cơ thể của mình, về cái sắc diện đó cô, em thấy khác lắm, cho nên giờ em mong mọi người là ai mà biết đến cái này á thì tìm hiểu để đi tới thầy học, để cho mình có một cái kiến thức về sức khỏe, tự chăm sóc cho mình, không phải dùng thuốc, không phải đi khám bác sĩ, hoặc là không phải đi mình đi bất cứ mà cái cần gì về sức khỏe thì mình tự mình làm hết trơn, không phải nhờ ai hết. Cô hay lắm cô, cảm ơn em rất là nhiều, rất là vui là lần này không phải là phỏng vấn em lần đầu, dạ phỏng vấn em lần này là lần thứ ba rồi, dạ thứ tư rồi, và mỗi một lần phỏng vấn lại cảm thấy vui, bởi vì là cái câu chuyện về kết quả trường gan của em á, trường đá của em á, càng ngày nó càng có nhiều cái kết quả kỳ diệu, dạ. Nhiều cái điều mới lạ, đúng không ạ? Bởi vì là cơ thể em là một cơ thể siêu thị bệnh, dạ đúng rồi đúng con. Bệnh gì em cũng có hết á, dạ lúc em tới lớp thì thấy em là bệnh gì cũng có, đau mệt buồn. Và lúc đấy là rất là vô vọng, đúng không? Dạ đúng. Lúc đấy là nhìn em mà không có sức sống, dạ. Rồi mất niềm tin nữa chứ. Dạ. Cho nên giờ này em cảm ơn bác sĩ thầy Dương Quang Châu với cô rất là nhiều luôn. Dạ. Chúc mừng em, chúc mừng gia đình hạnh phúc của em nha. Dạ, cảm ơn cô. Em đã chia sẻ những điều tin báo cho mọi người. Dạ. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.